Chào các ông các bà. Em. Sao em đi bán củi? Bán củi á? Dạ. Ở nhà á? Dạ. Thế sao không đi dép? Em đi lấy củi. Không mà dép đi học em mới mặc. Đi học mới mặc? Dạ. Đôi này chỉ có mỗi đôi này thôi à? Dạ. Không có giày à? Vâng. À, thảo nào rách hết như thế này thì em ấy mới đi chân đất. Bảo đi ra ngoài lấy củi ấy. Em ấy không đi dép. Mình dép mỗi chân là một khác thế này. Cái này là bị rách xong em nhặt cái khác về. Thế bố em là chính xác là mất được mấy năm rồi? 4 năm. Sợ thì tối một mình em ngủ ở đây thì sao mà dám ngủ? Ừ, có sợ không? Sợ. Vẫn sợ á? Vâng. Ừ, thế đến mấy giờ thì em mới ngủ được? Từ 1 giờ 2 giờ sáng. 1 giờ 2 giờ sáng? Ừ. Khi ngủ em mới ngủ. À, mới ngủ mới ngủ. Cái gì thì bây giờ không có điện thoại để nghe, để xem đồng hồ này. Không có đồng hồ thì em phải vậy có cái gì để đánh thức em chứ sáng ấy. Thì có gà các bác gáy thì em sáng. À, cũng như là gà các bác gáy là em ra. Trước bố em ăn thịt sống. Ăn thịt sống á? Vâng. Ôi, cũng như là bị phát bệnh xong rồi ăn thịt sống. Vâng. Không cần nó cũng ăn. Vâng. Có bao giờ nằm mơ thấy không? Nằm mơ có. Thấy bố không? Có à? Vâng. À, nằm mơ thấy bố là bố nói như thế nào? Cho em đi cùng. Hả? Cháu Trình xin chào quý bác, quý anh chị và tất cả mọi người đã tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Cô bác mến, hôm nay cháu Trình có đi một bản khá là xa và cháu Trình tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý bác anh chị một hoàn cảnh mới. Đợt trước thì cháu Trình có đi lên bản và gặp một bác, thì bác có giới thiệu đến cho cháu Trình một hoàn cảnh. Và đợt trước cháu Trình cho bạn Giang, bạn đồng hành của cháu Trình lên để mà xem hoàn cảnh rồi. Thì hôm nay cháu Trình mới có thời gian để mà lên tham quan hoàn cảnh của bác. Đoạn đường đi vào thì cháu Trình gửi xe ở bên kia và đi bộ một đoạn. Và vừa nãy cháu Trình cũng vừa đi vừa hỏi thì mới biết nhà của một em của bác. Đây là một em mà hoàn cảnh rất là đặc biệt. Xíu nữa thì cháu Trình lên, cháu Trình sẽ giới thiệu cái hoàn cảnh đó cụ thể như thế nào đến toàn thể quý bác anh chị. Và bây giờ thì xin mời quý bác anh chị đồng hành cùng cháu Trình để lên thăm hoàn cảnh của bác nhé. Vừa rồi là cũng phải leo bộ khá là xa đấy cô bác. Ui, ở trên kia có một em nhỏ, không biết là có phải là em hoàn cảnh đó không. Cháu Trình thì vẫn chưa lên cô bác, chưa lên thăm hoàn cảnh này bao giờ cả. Ui, đi đâu đây em? Em đi bán củi. Bán củi á? Dạ. À, thế em biết nhà bạn Hoan ở đâu không? Dạ, em vâng. Em là Hoan à? Dạ. Ui dồi ôi. Ui đây cô bác. Chân thì không đi dép. Ui dồi ôi, quần áo này. Cái áo thì bé tí chật hết rồi. Ôi thế đặt xuống đây rất là. Đi lấy củi về à? Dạ, em đi lấy củi đi bán. Lấy củi đi bán á? Dạ. Ui dồi, thế ngồi xuống đây thế nào? Đằng sau có cái gì đây? Ve chai. Ve chai á? Dạ. Có nghĩa là lấy cả củi cả ve chai đi bán à? Dạ. Ui dồi. Đây ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ui đây cô bác. Đây để anh gắn mic cho đã nào. Rồi. Ui cái củi này bán được bao nhiêu tiền? Em không biết. Không biết à? Ừ. Cái này lấy đi bán á? Dạ. Cái này thì không biết là có ai mua không. Cái loại chai nhựa này cô bác. Mà chai nhựa này rẻ lắm. Cái này nếu như mà em bán khả năng cao nhất thì chỉ được tầm mấy nghìn thôi. Ừ. Thế nhà không có cái chai bia hay là cái gì à? Không. Không có à? Chỉ có cái loại chai này thôi à? Dạ. Ồ, cái này một chuyến như này thì khả năng em đi bán thì chắc gì đấy được 10.000. Ừ. Thế hàng ngày lấy củi với cả nhặt ve chai đi bán thôi à? Dạ. Ừ. Bây giờ em giới thiệu một chút nào. Em tên là em gì nào? Tên là Sèn Văn Hoan. Tên là Sèn Văn Hoan. À, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. Bố mẹ mẹ của em đâu? Mẹ của em đi lấy chồng mới. Lấy chồng mới rồi. À. Thế bố của em đâu? Bố em mất rồi. Bố mất rồi. À. Thế bây giờ em ở với ai? Em ở một mình. Ở một mình á? Dạ. Ồ, có thật không? Có. Thế bây giờ mẹ em mà đi lấy chồng mới, tự một mình em tự ở. Dạ. Thế năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? 11 tuổi. 11 tuổi. Ôi dồi ôi, thế cái dép của em đâu? Sao đi dép chân đất thế này? Ở nhà. Ở nhà á? Dạ. Thế sao không đi dép? Em đi lấy củi. Không mà dép đi học em mới mặc. Đi học mới mặc? Dạ.
hết rồi. Thế không có giày à? Đi học ấy? Không. Chỉ có dép thôi cho nên là đi học mới mặc. Vâng. Ui dồi, đời của bác. Không biết là cái hoàn cảnh gia đình như thế nào mà dép không mặc đi, lấy củi là không mặc mà đi học em ấy mới mặc. Ui, thôi bây giờ cứ lấy để đây đi. Hay là mang về nhà đi để chiều nữa anh sẽ chở đi bán hộ em nhé. Cùng em đi bán xem như thế nào. Anh lên thăm nhà em ấy bây giờ nhá. Thế em lấy đi đâu bán? Lấy ở dưới kia. Dưới kia hả? Dưới xá? Vâng. Từ đây đi xá thì xa thế này thì đi đến đến bao giờ mới đến xá à? Hai em ở đây cách đây xa không? Ở trên kia. Trên này á? Vâng. Ngay trên này luôn à? Vâng. Cháu Trinh nhìn thấy ngôi nhà xa xa đằng trên kia rồi các bác. Không biết là liệu có phải ngôi nhà của em ấy không? Ui dồi ôi. Thế sao lại gần tối rồi mới bác quỷ đi bán đi? Em không có gạo để ăn. Em không có gạo ăn á? Vâng. Thế hàng ngày ăn cái gì? Em đi xin các bác ăn. Xin các bác à? Vâng. Ui dồi. Ui dồi. Hoàn cảnh không biết là như thế nào mà nghe em kể của bác thì rất là đáng thương. Ôi nhà em ở đây luôn à? Vâng. Đây gần đến rồi đây. Ngôi nhà này luôn này các bác. Ở phía bên ngoài thì cháu Trình nhìn thấy là đây là một ngôi nhà chỉnh tường. Và phía đằng ngoài thì vẫn lấy rào này. Ra đây nào, ra đây nào. Đặt ở đấy đi. Ôi dồi ôi, ở đây cũng không có rừng để em ấy lấy củi ấy. Nhặt được một ít củi mà lấy đi bán. Ồ, thế ai trồng khoai ở đây đấy? Bác. Bác à? Không phải em trồng à? Hôm qua vừa đào trồng khoai. Đào hôm qua á? Vâng. Thế hai ai hộ em dọn ở đây đây hay là em tự làm? Cấp bác trên kia. Bác nào? Bác nhà kia. Bác trên kia ra hộ em làm à? Thế bác ấy sao lại ra đây hộ em làm? Hôm qua các bác ra đây trồng khoai nên hộ em làm. Mấy cái chỗ này là hôm qua các bác ra để làm việc ở đây này các bác trồng khoai. Thế chứng tỏ là bác ở trong làng cũng tốt đấy. Thế bác có hay cho gạo mình ăn không? Có. Có à? Ngôi nhà của em đây. Thế đằng này là có cái gì đây? Không. Đằng này có nhà bếp không? Không. Bếp là ở trong nhà hết à? Vâng. Đây khung cảnh nhà đấy cô bác. Thế ngôi nhà này được bao nhiêu năm em có biết không? Còn nhớ không? 5 năm rồi sao? 5 năm á? Có nghĩa là lúc mà em biết đi biết nói là đã mới làm ngôi nhà này thôi. Đây cô bác, bên này chả có gì. Cháu Trinh sẽ giới thiệu qua một chút về cái khung cảnh ngôi nhà trước đã cô bác nhé. Nhìn rất là hoang sơ, nhìn từ bên ngoài ấy, chả có đồ gì. Và cháu Trinh thấy ở đây khá là mới này. Thì em ấy bảo là hôm qua bác ra đây trồng khoai ấy, thì bác hộ sửa lại nhà. Ôi trời ơi. Ở đây. Đấy, đi vào nhà đi. Để anh vào trong nhà tí thôi. Ôi trời ơi, ngôi nhà cũng sạch sẽ thế. Cái này là em tự dọn à? Không, các bác hộ. Tính ra là các bác ở trong làng cũng khá là tốt với em ấy đấy. Nhưng mà vẫn thấy là em ấy ở một mình rất là tội. Để giúp thì giúp, nhưng giúp được coi như là giúp được sức thôi cô bác. Chứ bây giờ chả biết như thế nào. Đây, ngôi nhà rất là sạch sẽ, gọn gàng này cô bác. Khi mà nhìn thấy em như này, ở một mình nhưng mà rất là sạch sẽ cô bác. Ngôi nhà sạch sẽ này. Ngồi đây đi, ngồi đâu đi để anh nói chuyện. Khả năng ngồi ngoài đi, chứ ở đây tối quá. Thế không có điện à? Không. Ngày tháng trước thì bố em bị bệnh giật hết là dây điện rồi. Có nghĩa là bố em bị bệnh xong rồi giật hết dây điện á? Vâng. Có nghĩa là bố em là bị bệnh coi như là bị kiểu là như kiểu là thần kinh đấy đúng không? Vâng. Là không biết gì. Vâng. Xong giật dây điện. Giật dây điện hết. Vâng. Thế bây giờ không có điện ở trong nhà? Không. Ôi dồi ôi, điện cũng không có cô bác. Đây, ngôi nhà dây điện trước là bảo giật hết. Nhưng mà cái này anh thấy là còn mới mà. Không, bố vừa mới chết
các bác xây ở các bác làm hùa. À, có nghĩa là khi mà bố em mất ấy thì làm đám tang xong rồi các bác ra để phụ rào lại cái này để cho em ở. À. Bố em là mất được mấy năm rồi? 4 năm. 4 năm rồi. À, thế là thế trước đó là cái này không rào à? Không rào á? À? Cái khu này không rào, xong bố em mất thì mới rào. Vâng. Ôi rồi, thế trước bố em còn sống là có đủ gạo ăn không? Không. Hả? Không. Không à? Vâng. À, ra ngồi đây nào. Ngồi đây để anh nói chuyện một chút nào. Ừ. Ôi dồi ôi. À, này cháu Trinh thấy đôi dép vẫn để đây mà nhưng mà không đi. Ui. Dép rách hết rồi. Đây, khả năng là dép cái này đôi này chỉ có mỗi đôi này thôi à? Không có giày à? Vâng. À, thảo nào rách hết như thế này thì em ấy mới đi chân đất, bảo đi ra ngoài lấy củi ấy. Em ấy không đi dép. Mình dép mỗi chân là một khác thế này. Vâng. Cái này là bị rách xong em nhặt cái khác về để đi à, cho thành một đôi à? Vâng. Ôi giời, đây các bác. Mỗi chân là một cái khác nhau này. Cái này thì còn nguyên, cái này thì gần rách rồi đây này. Cái này mà em đi vào rừng động mạnh cái là đứt ngay đấy. Là không có dép mặc đi học ấy. Ôi dồi ôi. Thế bố em là chính xác là mất được mấy năm rồi? 4 năm. 4 năm. Ừ, thế sau khi mà bố mất xong thì mấy năm là mẹ em đi lấy chồng? À, 1 năm. 1 năm sau là đi lấy chồng. À. Ồ. Đây các bác. Bây giờ mẹ cũng đi lấy chồng được 4 năm rồi. Thì cháu Trinh cũng không biết là người mẹ nghĩ như thế nào mà bỏ con của mình đi lấy chồng. Và bây giờ thì mẹ em là lấy chồng ở cách đây xa không? À, dưới kia. Thế từ đây mà đi xuống dưới nhà mẹ em thì mất tầm bao nhiêu? Một buổi. Một buổi á? Vâng. À, có nghĩa là thế em có bao giờ đi nhà mẹ em không? Không. Không à? Vâng. Chỉ biết chỗ mẹ em ở thôi. Vâng. Ừ. Thế từ khi mà mẹ em đi lấy chồng mới thì em có biết về gia đình của mẹ em như thế nào không? Nghe các bác nói mẹ có con mới. Có con mới á? Vâng. À, cái khả năng là có một đi lấy chồng mới là lại có thêm một đứa con mới của bác. Cho nên là bây giờ coi như là bỏ lại đứa con của mình ở đây. Ôi dồi. Hôm nay cháu Trinh lên ấy thì cũng chưa biết về hoàn cảnh của bác. Bây giờ cái gì cũng thiếu thốn, cháu Trinh chỉ mua được mấy gói kẹo thôi. Thế hôm nay là hết gạo rồi à? Vâng. Không có gạo ăn? Vâng. Ôi dồi ôi. Đây, anh có mua về mấy gói kẹo để xíu nữa ăn nhá. Vâng. Ừ, đây, cầm đi để trong nhà đi. Em cảm ơn. Ừ. Đấy, ngoan năm nhờ. Vâng. Em là cũng được đi học đúng không? Vâng. Năm nay là học lớp mấy rồi? Học lớp 5. Lớp 5 rồi? Vâng. À, cũng rất là giỏi đấy cô bác. Tự một mình ở là em ấy cũng biết là cảm ơn. Ừ. Tối là em ngủ ở đây à? Vâng. À, ở đây thì có một cái giường nữa, khả năng là giường của bố đúng không? Vâng. À, còn em thì nằm ở đây. Trước là mẹ em còn sống là mẹ em cũng ngủ ở đây đúng không? Vâng. À, ngồi ra đây, ngồi ra đây. Ừ. Khả năng là thôi bây giờ cứ gọi anh là anh đi nhé. Vâng. Để cho dễ nói chuyện. Anh thì anh tên là Trình nhá. Vâng. Anh chuyên đi chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn như em này để chia sẻ lan tỏa đến quý cô bác quý ông bà, cho nên là gặp anh là không phải sợ đâu nhá. Vâng. Có lúc nãy gặp anh có sợ không? Có. Có. Vâng. Vẫn sợ à? Vâng. Gặp người lạ nên sợ đúng không? Vâng. Nhưng mà thế gặp anh sợ thì tối một mình em ngủ ở đây thì sao mà dám ngủ? Có sợ không? Sợ. Vẫn sợ à? Vâng. Ừ. Thế đến mấy giờ thì em mới ngủ được? Từ 1 giờ, 2 giờ sáng. 1 giờ, 2 giờ sáng? Ừ. Buồn ngủ em mới ngủ. À, buồn ngủ mới ngủ. Vâng. Nhưng mà nhà em, anh thấy là có em có điện thoại dùng không? Không. Không có à? Vâng. Thế sao mà em biết là sáng thì sao mà em dậy được? Không có gì, không có ai gọi. Có hôm nào mà dậy muộn, đi học muộn không? Có. Có à? Thế em phải có một cái gọi là cái gì thì bây giờ không có điện thoại để nghe, để xem đồng hồ này, không có đồng hồ thì em phải có cái gì để đánh thức em chứ sáng ấy. Thì có gà các bác gáy thì em sẽ
Có nghĩa là gà các bác gáy là em dạy, thấy không? Vâng. Ôi đấy các bác, thật sự là về cái thời đại bây giờ ấy, chỉ cần có một cái đồng hồ thôi thì đã thay đổi được cái cuộc sống của các em rất là nhiều. Bây giờ không có đồng hồ, chả biết là bây giờ mấy giờ, đúng không? Bây giờ em biết là bây giờ có mấy giờ không? Không. Nhưng bây giờ gần 4 giờ rồi, mà em ấy mới vác củi đi bán có biết là bây giờ là mấy giờ đâu. Tại vì không có đồng hồ này, rồi mọi thứ là em ấy làm rồi, sáng dậy thì em ấy bảo là nghe, gà gáy thì mới dậy. Còn buổi tối thì cứ sợ quá ấy, thức đến bao giờ mà em ấy ngủ quên thì mới ngủ được. Cũng thật sự là giống với cả hoàn cảnh của em Quân. Nhưng mà em Quân là còn lớn tuổi hơn cả em này cơ. Em này năm nay là được bao nhiêu? Được bao nhiêu tuổi cơ? 11 tuổi. 1 tuổi, sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 25, ngày 25 tháng 5. Ngày 25 tháng 5? Vâng. 2013. Ngày 25 tháng 5, 2013. Vâng. Ừ. Ôi trời ơi. Thế cái này, những cái bộ quần áo này là được mấy năm rồi, cái áo này, như cái áo này này? Hả? Được 4 năm. 4 năm rồi? Vâng. Cũng như là từ lúc mà bố em còn sống là đã mua rồi á? Vâng. Thế cái quần này ai cho đây? Cái quần này được phát. Được phát à? Vâng. Ôi dồi. Thế bây giờ em có mấy bộ quần áo? 3. 3 bộ? Vâng. Một này. Một cái này, hai cái này. Xong còn một cái nữa à? Trong kia. Ừ, một cái áo nữa. À, ở đây anh thấy là mấy cái đồ cũ của bố em, mẹ em vẫn còn ở đây à? Vâng. Đây vẫn treo ở đây này, nhưng mà bây giờ dính bụi hết rồi các bác này. Ôi dồi ôi. Ngôi nhà thì rất là sạch sẽ này các bác. Mà tối ngủ ở đây thì ngay cái cửa ở ngay đây không sợ à? Sợ. Anh thấy là ở đằng này là chỉ có mỗi ngôi nhà em là ở đây thôi đúng không? Ôi dồi, thật sự là cũng chả biết nói như thế nào. Nếu như mà đặt vào vị trí của cháu Trình ấy, thì cháu Trình nghĩ là bản thân của cháu Trình cũng sợ đâu các bác. Tầm này tuổi thì có lẽ là sẽ không còn sợ, nhưng mà để mà ở độ tuổi của em ấy mới chỉ 13 tuổi mà tự ở trong ngôi nhà thế này thì thật sự phải nói là em rất là bản lĩnh, với cả là giỏi thì mới dám ở đấy. Thế sao trước em không theo mẹ em đi theo mẹ em đi để mẹ em không cho em theo. Không cho theo. Thì bây giờ khả năng là em là con trai, mẹ em thì đi lấy chồng thì không dẫn em theo được. Chứ bây giờ nếu như mà em theo mẹ em thì bố em là bố mới của em ấy, bố dượng ấy, thì làm sao mà cho em ở nhà đấy được. Ở đấy thì sau này em lớn lên thì sẽ phát ruộng cho em làm, rồi bao nhiêu tài sản thì khả năng là người ta cũng không chấp nhận đấy các bác. Hầu như là ở trên vùng cao này ấy, thì sau khi mà chồng mất, vợ bỏ đi lấy chồng mới ấy, thì đa số là sẽ bỏ lại đứa con của mình, và phần ít thì sẽ đưa con đi theo. Mà theo chị nghĩ là phải đến 80% thì con trai là khi mà đi lấy chồng mới là không dẫn theo theo con trai. Còn đi có con gái thì có thể là dẫn theo con gái được, tại vì con gái sau này mà lớn lên ấy thì con gái sẽ đi lấy chồng, không sở hữu cái đất đai của người chồng đấy. Cho nên là con gái có thể đi theo mẹ được, còn con trai thì không thể theo được. Thì khả năng là người mẹ cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ từ lúc mà bố em mà còn sống ấy thì nhà em có đủ gạo ăn không? Không. Không đủ gạo ăn. Thế là có nuôi con gì không? Con trâu hay con bò gì không? Không. Không nuôi? Vâng. Là bố em là từ lúc em biết là đã bị bệnh rồi hay là mãi sau mới bị? Bị. Hả? Bị lâu. Bị lâu rồi? Vâng. Từ lúc em biết là bố em đã bị chưa? Rồi. À, có nghĩa là em biết suy nghĩ, em biết hiểu là bố em đã bị bệnh rồi. Vâng. Có nghĩa là bị dạng kiểu như là tâm thần đấy các bác. Tâm thần. Rồi bao cái dây điện ở trong nhà này bố giật đi, giật phá hết. Bây giờ điện cũng không có. Thế đến tối là cứ ăn cơm xong là không có điện thì cứ nằm trên giường thôi. Vâng. Ôi dồi, thật sự là cháu Trinh bây giờ cảm thấy là như quý bác anh chị cũng thấy rồi, vì cái hoàn cảnh thực tế là như vậy thì cũng không biết nói lời gì hơn các bác.
nghẹn lòng không biết nói gì thêm nữa. Bây giờ để mà đặt vào tình cảnh của em, không có điện, không có coi như là đồ đạc giá trị như là một cái điện thoại để em nghe gọi, một cái đồng hồ để em xem giờ cũng không có, điện cũng không có để dùng, mà tự sống đến hiện tại được cũng là được 4 năm, từ khi mà bố mất là được 4 năm rồi. Gạo thì đi xin hàng xóm ăn. Thế hôm nào cũng phải đi tự đi, hôm nào cũng đi xin như vậy à? Ui dồi ôi. Nhưng hôm nay hết gạo ăn thì lấy củi đi bán. Thế nếu mà không lấy được củi đi bán thì ăn cái gì? Nhịn đói. Nhịn đói? Vâng. Ui dồi ôi. Sao mà nhịn được? Bây giờ thì em còn nhỏ thế này thì cũng chả đi làm ruộng được cô bác. Ruộng nương thì khả năng là cũng bỏ hết đúng không? Vâng. Cái khi bố em mất. Thì khi mà bố em mất xong ấy là bố có nợ nần gì không? Có. Nợ à? Có nợ 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 tiền hay là nợ gì? Nợ tiền. Nợ tiền á? Vâng. Thế em có biết là nợ bao nhiêu không? Là 30 triệu hay sao? 30 triệu hay sao? Vâng. Em nói to lên nhé, để các bác anh chị còn nghe. Nhưng mà bây giờ bố em mất rồi thì cái số tiền đấy không phải giả nữa à? Có. Có, thế ai giả? À, mẹ. Mẹ à? Vâng. À, thế bây giờ cái số tiền đấy là bây giờ là sổ là chuyển cho mẹ em. Vâng. À, có nghĩa là từ khi mà bố mất xong là còn nợ một đống nợ nữa, là hơn 30 mấy triệu ấy. Thì em cũng khả năng là em không không nhớ rõ đâu đúng không? Vâng. Là hơn 30 mấy triệu đúng không? Vâng. À, là bây giờ mẹ em là người mà cầm sổ thôi. Vâng. Chứ không phải em cầm đâu đúng không? Vâng. À. Đây cô bác thì hiện tại thì cũng ở gần đây chả có ai cả để cho Trinh hỏi thêm về hoàn cảnh của em, chứ nhìn em như thế này thật sự rất là tội luôn cô bác. Khả năng là trong làng này thì các bác cũng hay giúp đỡ này. Ở đây là thế hôm qua bác ra giúp, bác có lấy tiền không? Không. Giúp dọn nhà này. Xung quanh như chỗ này thì còn có cái cày này, cái cày cái bừa này cũng để đây, khả năng là từ khi mà bố mất là không sử dụng nữa cô bác. Rồi cái chỗ này thì hoàn toàn là rào bằng cây vầu của bác nhé, miếng lát cây vầu này. Rồi đằng trong thì là trình tường, những cái bộ quần áo của mẹ em ấy này, để từ rất lâu rồi, bây giờ bụi hết rồi này. Cái áo này, em ấy có kể là cái áo, cái quần của em ấy chỉ có 3 bộ thôi để thay. Cái áo thì ngắn tún rồi, được 4 năm mặc cái áo này rồi các bác. Ôi dồi ôi, cái bàn thờ thì cũng chả có cái ảnh gì, ảnh thờ gì cả. Không để đồ đạc gì ở đây đâu các bác. Bây giờ em còn nhỏ thế này thì về cái những cái lễ nghi là Tết thì em ấy cũng chả biết là thờ cúng kiểu gì đâu. Ngôi nhà thì nói chung là nếu như mà người bố còn sống ấy thì gọi là có chỗ để chui ra chui vào, một gia đình có chỗ ăn chỗ ngủ. Còn để mà khang trang thì cho Trình thấy là cũng rất là tạm bợ các bác, tạm bợ. Thế ngôi nhà này là bố em tự làm hay là được ở bên nhà nước hỗ trợ tí nào không? Không, bố em tự làm. À, nhưng mà bố em bị như vậy sao mà còn đi kiếm tiền đâu ra? Là cho các bác là hộ. Các bác hộ. Thế đây. Mẹ em là cái lúc mà còn sống, là cái lúc bố em còn sống mẹ em ở đây thì mẹ em là người đi làm chính đi kiếm tiền hay là bố em? Bố. Bố à? Vâng. Thế bố em là vẫn tỉnh táo chứ? Vâng. Vẫn tỉnh táo. Có nghĩa là lúc tỉnh lúc bị bệnh hay là như nào? Lúc tỉnh lúc bị bệnh. À, có nghĩa là lúc tỉnh thì vẫn đi làm được. Vâng. Rồi lúc phát bệnh thì không làm được là phá đồ. Vâng. À. Thì có đồ ăn hay là cái gì thì bố có tự biết làm hay là biết nấu ăn không? Không. Không á? Vâng. À. Trước bố em ăn thịt sống. Ăn thịt sống á? Vâng. Ôi. Có nghĩa là bị phát bệnh xong là ăn thịt sống. Vâng. Không cần nấu cũng ăn. Vâng. Ôi dồi. Thì khả năng là bị bệnh nặng của bác. Đấy, khả năng là về cái
Người bố, người mẹ thì cái lúc mà bố còn sống thì để mà đi kiếm tiền thì không kiếm được rồi. Khả năng là cái những ngôi nhà thế này thì cũng được người ta hỗ trợ rồi. Bố để mà đi làm bằng người ta thì không không thể đi làm kiếm tiền bằng người ta được. Thế ở đây ngủ ở đây là đến mùa đông là có lạnh không? Có. Rồi tự ở như thế này hôm nào cũng cũng tự ngủ ở đây mà tối vẫn sợ à? À, tối nào cũng đến lúc mà mình coi như là buồn ngủ lắm, ngủ ngủ đi mới dám ngủ được đúng không? Thế sao em lại sợ? Nghe tiếng gì mà sợ? Tiếng hả? Có cái gì đâu? Cứ nghe thấy tiếng động là mình sợ. Nghe tiếng động là sợ. Thế bây giờ còn sợ bố em không? Có. Vẫn sợ á? Có bao giờ nằm mơ thấy không? Nằm mơ có. Thấy bố có à? À, nằm mơ thấy bố là bố nói như thế nào? Về cho em đi cùng. Hả? Có thật không? Có. Bố bảo rủ em đi cùng á? Vâng. Có giấc mơ kỳ lạ như vậy. Bây giờ thì đây cô bác, hoàn cảnh là như vậy. Cháu Trinh chia sẻ cũng hôm đầu tiên lên ấy, cũng chỉ biết qua về hoàn cảnh của em ấy như vậy. Và nghe em ấy chia sẻ như vậy, có thể là hỏi đi hỏi lại hơi nhiều cô bác, để cháu Trinh sẽ nắm bắt được hoàn cảnh rõ hơn. Thì hôm nay thì cũng tối rồi, bây giờ cháu Trinh sẽ cùng với cả em ấy đi, có thể là đi mượn gạo một ít về để nấu cơm cho em ấy ăn cô bác. Bây giờ nhà chả có đồ đạc gì rồi. Đây đây, có cái nồi, cái chảo thì cái này là từ lúc mà bố mẹ em còn sống là đã có rồi, đúng không? Đồ đạc vẫn còn này, cái bát đũa này. Ôi dồi ôi, thế mì chính muối là cũng hết rồi à? Ôi dồi, bây giờ chẳng còn đồ gì nữa. Thì cái này là ai cho đây? Cái này này, cái kiềng này này. À, nhà em có. Nhà em có? Lâu chưa? Lâu rồi. À, được cái kiềng là cháu Trinh thấy là giá trị nhất rồi này, trong nhà ấy. Bây giờ ấy, chẳng còn đồ gì. Nhìn cái kiềng thì vẫn rất là khang trang, rất là to này. Cái góc bếp cũng tồi tàn hết rồi đây. Ở chỗ này là mưa có bị dột vào trong bên trong không? Có. Có à? Ôi dồi ôi. Khả năng là các bác ở trong làng cũng khá là quan tâm đến em ấy thôi các bác. Tại vì cháu Trinh thấy là nghe em ấy kể ấy, là các bác trong nhà cũng ra dọn nhà hộ em ấy này, rất là sạch sẽ này. Nhưng mà nếu hôm qua mà bác không ra dọn thì một mình em tự ở là có sạch không hay là bẩn? Không sạch. Cũng sạch à? Đấy, khả năng là em ấy ở cũng khá là sạch sẽ, cũng biết dọn đấy. Nhìn em ấy mặt rất là ngây thơ này, hiền lành các bác. Rất là đáng yêu. Ôi dồi, mới được có 13 tuổi. Ôi bây giờ gần tối rồi đấy. Ra ngoài đi, ở trong nhà là tối quá. Trong nhà rất tối, không có bóng điện. Toàn đi chân đất thôi. Cái dép thì bảo là đi học mới dám mặc thôi. Thế mai anh lên anh mua cho một đôi dép mới để đi nhá. Bây giờ không có dép như này thì đi chân đất. Thế hôm nào cũng đi học xong về đến nhà là bỏ dép ra. Bỏ dép đi cất. Ôi dồi ôi. Ở đây là có ai bán gạo không? Để anh mua cho. Trên à? Đi hỏi chắc người ta không bán thôi nhỉ? Để bán đưa cho em một ít để ăn. Và cháu Trinh sẽ lên trên kia để hỏi một số cô bác ở trong làng cô bác về cái hoàn cảnh của em để nắm bắt rõ hơn. Và cháu Trinh sẽ liên hệ xem là nhà trưởng thôn ở đâu, hoặc là có một chú ở gần đây thì sẽ ra thì hỏi chuyện. Chứ bây giờ một mình em ấy là em ấy kể rất là đáng thương, rất là khổ các bác. Thưa các bác là hôm nay thì cháu Trinh đi lên bản ấy là cũng không mang theo tiền các bác. Ở đây còn có mấy chục nghìn thôi đây. Còn có hơn 40 nghìn thôi này các bác. Thì cháu Trinh sẽ đưa cho em ấy một ít để mai em ấy đi ăn. Còn ở trên này là nếu như mà anh bảo đi mượn gạo thì có được không nhỉ? Chắc là được thôi nhỉ? Bảo là mượn để cho em, nhưng mà khả năng là để cháu Trinh đi xin vài cân, một hai cân về để ăn bữa tối nay đã. Ôi dồi, thế hàng ngày ăn cơm xong không có
có ăn rau gì? Ăn hả? Không. Không có rau á? Ăn cơm chay. Cơm chay? Vâng. Ăn cơm không ấy. Ôi dồi. Ở đây là anh có mấy chục nghìn anh đưa cho em để đi mai đi ăn sáng nhá. Em không lấy. Lấy đi. Em không lấy. Anh cho mà. Em không lấy. Em muốn làm gì anh cho em không lấy. Ồ. Em ấy bảo là không làm gì cho Trình. Không làm gì được cho cháu Trình, không lấy. Anh chuyên đi giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà. Thì anh thấy em khó khăn là anh cũng không có nhiều đâu, đây có mấy chục này. Thì em cầm đi để mai đi ăn sáng. Không lấy. Lấy đi. Nhá. Thôi anh cho đấy, này cứ cầm đi, cứ cầm đi. Không sao đâu, anh không phải người xấu đâu, anh người tốt mà. Anh để đây nhá. Để mai em đi mua cái gì về ăn nhá. Lấy đi, cầm đi, cứ cầm đi nhá. Lấy đi để đâu ấy. Cháu Trình cũng rất là tội em ấy, khi mà cháu Trình đưa tiền cho em ấy là em ấy không nhận cô bác. Cái gì đấy? Quả vải. Quả vải á? Em lấy để nhà ăn đi. Lấy cho anh á? Vâng. Sao lại lấy cho anh? Ôi giời, anh cho tiền lấy cho anh à? Vâng. À nhưng mà bây giờ em lấy cho anh thì em ăn cái gì? Em không. Ôi giời, ở đây có một túi vải em ấy. Em ấy đưa cho cháu Trình này cô bác. Cái này là ai cho đấy? Các bác. Các bác cho à? Vâng. Cho về ăn. Vâng. Ôi giời ơi, anh không lấy đâu. Này, cứ cầm đi. Anh cứ lấy. Không lấy đâu, anh không lấy đâu. Cầm để nhà đi, mai anh về anh ăn nhá. Anh cứ lấy. Ừ, không lấy đâu, không lấy đâu. Đi lấy để nhà đi. Vâng. Ôi giời. Rất là hiểu chuyện đó cô bác. Cháu Trình đưa tiền là không lấy, của người lạ cho ấy. Và em ấy còn có nghĩa là không làm, không giúp được gì đấy, thì không nhận tiền. Rồi còn đưa cả quả vải cho anh. Thôi bây giờ anh em mình lên trên kia thì mượn gạo nhá. Còn bây giờ thì cháu Trình cũng xin phép là khép lại nội dung của video tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị đã luôn đồng hành cùng Hoa Cải Vàng để trao tình cảm, tình yêu thương đến những em nhỏ, những hoàn cảnh trên vùng cao. Hy vọng là quý bác anh chị sẽ đồng hành cùng cháu Trình để tìm hiểu rõ về hoàn cảnh của em. Em gì nhỉ? Em Hoan. Hoan đúng không? Vâng. Em Hoan. Và có thể là gửi những tình cảm, tình yêu thương đến với em ấy của bác nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh của Hoa Cải Vàng. Xin chào các bác. Nào bây giờ khoanh tay lại, con chào các ông các bà nào. Chào các ông các bà. À rồi.